everyone. Hôm nay Giang bắt đầu làm nhà cho em Trồn để em chuẩn bị có một ngôi nhà mới cho mình. Và sở thích của em Trồn là nằm trong những cái hộp cắt tông bìa cứng. Hôm nay Giang sẽ làm một cái hộp bằng cái bìa này. Vậy là đã hoàn thành nhà của em Trồn rồi đấy. Đây, ngôi nhà mới đây.